Chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của mình nha. Lâu lắm rồi thì hôm nay mình mới lại có thời gian mình chơi một game đấu trường chân lý mobile. Mãi mới có một hôm là mình có thời gian mình chơi. Không biết là bui bài gì cho anh em xem đây. Nếu mà có lẽ mình sẽ bu một bài thợ săn đi, 5 thợ săn. Nó ra tiền phong này. Bài thợ săn cũng là một bài rất là mạnh anh em ạ. Nếu mà anh em nào chơi bài thợ săn ấy thì khả năng được top cao là cũng rất là dễ thôi. Game này chúng nó chơi song đấu với cả thiện xạ rất là nhiều này. Ui, nó ra thợ săn luôn này. Nó ra thợ săn luôn trong mình đây này. Cả ok. Thank you.
Mình sẽ chơi thợ săn thần rừng kết hợp với đấu sĩ hoặc là linh hồn. Ui cái xẻng kìa. À, nó hết đồ chứ. Tam ken lẽ tam ken mình sẽ bỏ. Bài này thì cần AC này, Kindred này, Warwick là 4 con này, thêm Nulu mới cả Nulu rồi Mọc Cai là 6. Sáu rồi, sáu thì mà như bài mình chỉ cần chất 8 thôi là cũng đã là ok rồi, chỉ cần chất 8 thôi. Lên 9 cũng chẳng biết cho con gì nữa. Có nu nu luôn.
Sớm thế nhở? Chết cha rồi, giờ nó chả ra con mẹ gì rồi. Nãy giờ không ra một con đéo gì. Kiểu này toang rồi. Chứ giờ nó không ra thêm con gì luôn. Ô, nhà thằng này đồ đâu hết nhỉ? Cho con mỗi cái đồ của con ở đây nó chưa ghép. Má nó trầu chưa? Ai cướp thật? Đéo có ai xin. Nếu ra bài bực thế. Ừ.
rồi, áp chết thôi. Luôn nhiều tí hết tiền là toang ấy. Đổ cho AC rồi mà đéo ra AC đây. Bài thằng này ping thế à? Tí có as mình sẽ bán con Kayn đi. Ui xét kìa. Nếu có AC ta.
Úi giời anh, mỗi anh đi làm đấy. Có cam đi rồi, các sếp biết mà. Tôi chết cha rồi, mạng lag rồi. Thế ta. Mạng mẽo kiểu gì đây? Hy vọng nó sẽ hết lag. À, toàn thế, trời ơi.
Bật thế. À, mới đầu ra con phê lê ốt rõ đẹp rồi, cuối cùng mãi nó không ra bài luôn. Cày thật. Mình sẽ làm một game nữa nha. Có đấy, AC mà lên 2 thì nó đã khác rất là nhiều đấy. Nhưng mà AC vẫn 1. Cày quá. Chơi server Mỹ nên là ping rất là cao đấy. Toàn hơn 300 thôi. Nhìn con linh thú này rơi mẹ xẻng. Game này có chơi thợ săn nữa không nhờ? Hãy chơi bài khác đi.
Người tộc à? Mình không thích chơi con đài na lắm, không thích chơi sát thủ lắm. Khỏe vậy, ba thằng nào cũng khỏe thế nhở? Chết cha rồi, lát rồi. Chứ bị lát hoài vậy ta. Ôi thần rừng này. Chơi thần rừng không? Thần rừng thợ săn.
gì mà nó khè phát đi luôn cây máu vậy. Thuyền nó giật phát thế mà chết con tam ken của mình đi. Đã có cái xẻng này. À, Lulu thế giới à? Lulu thế giới. Là xin giao. Xin giao pháp sư này. Vẻ thằng đéo là ông mạnh sớm thế này. Bài mình thì trở ra bùi gì. Đùa với Nunu. Xem nào. Được 6 thần rừng rồi đấy. Nhưng mà bài mini quá. Toàn mini thôi. Toàn mini thôi. Ừ.
Thẻ nó bài đéo ra luôn này. Không ra một con gì này. Ê. Nếu ai chơi mà nó đéo ra bài luôn. Quá con nô lù này. Nô lù nó nhây thật sự luôn này. Bài này sẽ được 9 thần rừng này.
Má bảo sao không thấy máu cài đâu. Bảo sao không thấy máu cài đâu. Tiêu này. Cái tên là 8 này. Thiếu AC nữa. Để có sống được đến lúc có AC hay không đây. Ok, 9 thần rừng này. Hết bài. Đến 9 có set nữa là ngon. Xong. Lên nổ 9 này không đây. Giờ phải cho đôi cái xẻng chắc mới lên 9. Mỗi xẻng đều ăn thua rồi. Yeah.
Rồi ghép được cái mũ. Được ba pháp sư. Cũng ngon phết chứ đùa đâu. Không biết có trì được lên để ấp chín không đây. Chưa đủ. Đây này cho con vô quýt đi. À bây giờ gặp thằng này chơi được. Tên sau là mình up được 9 này. Chết với tao nha chúng mày. Hết bài rồi đấy.
ấy, Advil mới một rồi đấy. Đấy, con Advil nó mới một rồi đấy anh em ạ. Đáp được lên 2 thì khủng khiếp lắm. Kéo lên 2 được Edview ơi. Edview của tôi. Kéo ra con gì luôn chứ. Thánh thần này. À, lấy thánh thần cho Warwick nữa thì cào cho được. Thôi rồi. Sợ ba thằng này thôi. Còn ba cái thằng này cuồng giáo này giờ không có tuổi rồi.
Ui tí đi chứ. Ui nó đéo già cơ. Cay nhờ. Game này căng kê ta. Ô Nico này. Đấy, xì lên hai nữa là quá là ngon. Dồn hết rồi SRU này. Không có tuổi. Không có tuổi luôn. Ăn được nhãn anh em chưa? Ok, mình sẽ tạm dừng cái video này đây nha. Hẹn anh em trong video sau. Bye bye.